Bây giờ xin mời các bạn nghe tiếp phần thứ 2 của Hồi ký về tướng Lê Văn Hưng và Trần An Lộc năm 1972, tác giả Nguyễn Văn Dưỡng. Sau buổi thuyết trình đầu tháng 6 năm 1971 đó, Trung tướng Minh mời Đại tá Hưng và tôi ăn cơm trưa trong chiếc trailer đặt ở sân trước tư dinh tướng Minh ở Biên Hòa. Đáng lẽ tôi không hân hạnh được mời tham dự bữa cơm của hai ông tư lệnh này đâu. Nhưng tôi nghĩ tướng Minh mời tôi là vì Đại tá Lê Văn Hưng nói tôi là bạn đồng môn. Lý do thứ hai là vì khi ra trường tôi tuyên chuyển về tiểu đoàn 61 Việt Nam đầu năm 1955 làm trưởng ban quân số. Đến khoảng tháng 8 năm 1955, ông Nguyễn Văn Minh lúc đó mang cấp bậc thiếu tá được bổ nhiệm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 61 Việt Nam, kiêm quận trưởng quận Đức Hòa thuộc tỉnh Chợ Lớn, chỉ định tôi làm văn phòng trưởng tiểu đoàn, đồng thời là chánh văn phòng quận Đức Hòa cho ông. Sau cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến và Tổng thống đệ nhất Cộng hòa cuối năm 1955, thiếu tá Minh được đề cử chức tỉnh trưởng Sa Đéc, thăng cấp trung tá. Tôi xin thuyên chuyển ra tiểu đoàn 1, trung đoàn 43, sư đoàn 15 khinh chiến đóng ở Dục Mỹ, Nha Trang. Trung đệ nhị Cộng hòa, ông Minh thăng cấp nhanh chóng. Đại tá tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, rồi chuẩn tướng, rồi thiếu tướng, rồi trung tướng, làm tư lệnh biệt khu thủ đô, rồi tư lệnh quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật. Ông chưa quên tôi đã từng giúp việc cho ông từ 15 năm trước. Còn lý do thứ ba nữa, đến khi ngồi vào bàn cơm tôi mới được biết là Đại tá Hưng xin tướng Nguyễn Văn Minh cho tôi về giúp ông làm trưởng phòng 2 sư đoàn 5 bộ binh. Điều này làm tôi bất ngờ. Tôi xin để được suy nghĩ lại. Tướng Minh cũng chưa quyết định ngay. Sau buổi cơm Đại tá Hưng lên Lai Khê, tôi được tướng Minh cho nghỉ phép một tuần về Sài Gòn, nói là để ông sẽ sắp xếp lại nhân sự. Lúc đó trưởng phòng 2 quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật là Đại tá Lê Đặc Công, không được tướng Nguyễn Văn Minh tín nhiệm đã cho thuyên chuyển xuống sư đoàn 21 bộ binh. Phòng 2 tuy còn mấy sĩ quan cấp tá khác nhưng công việc do tôi quán xuyến, mặc dù tôi không giữ một chức vụ nào ở đó. Tôi nghĩ trung tá Mạch Văn Trường vừa rời chức vụ quận trưởng Thủ Đức về quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật, đệ tử thân nhất của tướng Minh, trước đó là trưởng phòng 2 sư đoàn 21 bộ binh của tướng Minh, sẽ được chỉ định làm trưởng phòng 2 quân đoàn. Nhưng không phải, khi hết phép trình diện tướng Minh, tôi được ông cho biết Đại tá Hưng đã gửi hai công điện chính thức xin tôi về sư đoàn 5 bộ binh. Tướng Minh nói với tôi là nên lên Lai Khê giúp ông Hưng, và trung tá Mạch Văn Trường cũng đã được đưa lên đó để giữ chức vụ trung đoàn trưởng trung đoàn 8. Trung tá Trần Văn Bình, trưởng phòng 2 sư đoàn 18 bộ binh, sẽ được chỉ định làm trưởng phòng 2 quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật. Điều này cũng hợp lý, vì Trung tá Bình là một sĩ quan quân báo nhiều kinh nghiệm, đã từng là trưởng khối tình báo của phòng 2 bộ tổng tham mưu. Tôi rất buồn khi nghe quyết định của tướng Minh. Không phải tôi muốn thối thoát trách nhiệm làm trưởng phòng tình báo chiến trường cấp sư đoàn mà tôi cho là quan trọng, nhưng tôi tủi thân khi phải phục vụ người bạn cùng khóa. Biết đâu việc làm của tôi không tránh khỏi những sơ suất, chết quân mất đồn, lúc đó sẽ khó cho ông mà khó cho tôi biết mấy. Thà làm việc cho vị tư lệnh nào khác, không giữ một chút tình riêng trong lòng, tôi sẽ an tâm hơn. Thưởng phạt sẽ nhận và chịu một cách vô tư, thảnh thơi hơn, nếu mình hữu công hay mình bất lực. Nhưng là một quân nhân, tôi phải chấp hành lệnh của thượng cấp. Tôi điện thoại cho Đại tá Hưng và xin cho tôi thu xếp và trình diện sư đoàn 5 bộ binh ngày 16 tháng 6. Quá trưa ngày đó, khoảng 2 giờ, Đại tá Hưng cho trực thăng chỉ huy của ông đón tôi ở Biên Hòa lên Lai Khê. Trong văn phòng tư lệnh, ông Hưng bắt tay và ôm vai tôi lộ vẻ vui mừng. Sau đó tôi nhận nhiệm sở mà không có bàn giao, vì người tiền nhiệm của tôi là Trung tá Nguyễn Công Ninh đã rời sư đoàn từ tuần trước. Khi tôi đang họp với sĩ quan phòng 2, bộ tham mưu và biệt đội quân báo sư đoàn, thì chánh văn phòng tư lệnh đại quý Nguyễn Đức Phương gọi điện thoại nói là Đại tá tư lệnh mời tôi dùng cơm tối tại tư dinh sau buổi họp 5 giờ chiều hàng ngày ở trung tâm hành quân sư đoàn. Trên chiếc trailer đặt che chắn bằng nhiều bao cát xung quanh, đặt ở sân sau dinh tư lệnh, song song với dãy nhà văn phòng của phòng 2 sư đoàn, nơi làm việc của tôi từ buổi trưa đó, cách một lớp rào lưới chống đạn B-40, lần đầu tiên tôi gặp người phối ngẫu chính thức của Đại tá Lê Văn Hưng, chính do ông giới thiệu. Mà sau đó không lâu tôi biết được nhũ danh của bà là Phạm Kim Hoàng,
tôi nghĩ bà là người xứng đáng với ông Hưng. Nước da trắng, gương mặt đẹp sáng, dáng người mảnh mai thanh tú, giọng nói dịu dàng. Bà tỏ ra thân thiện với người đồng môn của chồng. Ông Hưng cũng không hỏi một câu nào về gia đình hay bản thân tôi từ ngày ra trường. Ông và tôi bàn về các vấn đề thời sự ở phạm trù lớn hơn phạm trù quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật, bình đẳng, không gò bó như thường. Khi tôi tiếp xúc với bất cứ một thượng cấp nào của tôi trước đó, sau buổi cơm tối ngày tôi trình diện sư đoàn, tôi nghĩ rằng tôi có thể yên tâm làm việc với đại tá Hưng không còn mặc cảm. Trái lại, tôi nghĩ là phải cố gắng bỏ tâm cơ nhiều hơn trong việc làm để thực sự giúp người bạn hiểu biết mình và cũng để chứng tỏ mình có đủ kiến thức và khả năng chuyên môn công làm phụ lòng ông. Đó không phải là buổi duy nhất ông bà Hưng đãi cơm tôi trên chiếc trailer ở thư dinh của tư lệnh trong căn cứ Lai Khê, mà rất nhiều lần trong suốt thời gian tôi phục vụ ở sư đoàn năm bộ binh dưới quyền chỉ huy của ông Hưng, mỗi khi ông bà tổ chức các buổi ăn gia đình có tính kỷ niệm, người bạn duy nhất được mời là tôi. Thêm nữa, mỗi lần khi mà buổi sáng tôi bị gặp tên trong các lần đề nghị thăng cấp đặc trách hay trong danh sách đề nghị thưởng huy chương anh dũng bội tinh, dù ở cấp sư đoàn mà ông Hưng với thẩm quyền tư lệnh có thể ký ban cho, trong ngày nào đó, nếu ông từ chối đề nghị của Trung tá tham mưu trưởng Lê Thọ Trung, thì buổi chiều bà Hưng gọi điện thoại mời tôi ăn cơm tối với ông bà. Trong buổi cơm, dù tôi tỏ ra bình thường, bà Hưng vẫn nói như an ủi tôi. Ảnh luôn như vậy đó, anh đừng buồn. Trong khi ông Hưng ngồi đó nghe bà cười, nụ cười vừa an ủi vừa như bảo với tôi rằng ông không muốn để người khác dị nghị và anh dũng bội tinh không thể cấp cho sĩ quan tham mưu. Người hiểu rõ các điều trên đây lúc đó là Trung tá Lê Thọ Trung, vị chỉ huy trưởng cũ của ông Hưng. Tôi nghĩ rằng Trung tá Trung nhiều lần cũng được gia đình ông Hưng mời ăn những buổi cơm riêng như vậy, vì ông Hưng chắc không quên người đã từng là thượng cấp của ông khi vừa bước ra khỏi cổng quân trường Thủ Đức. Dĩ nhiên, người hiểu rõ nhất những mối liên lạc thân thiện giữa tướng Hưng và tôi là bà Hưng. Những buổi cơm có tính cách gia đình này không chỉ diễn ra trong thời gian tôi phục vụ ở sư đoàn năm bộ binh, mà còn như hàng ngày ở những tháng sau cùng của chiến cuộc Việt Nam tại tư dinh tướng Hưng ở Cần Thơ. Tướng Lê Văn Hưng và sư đoàn năm bộ binh. Chỉ một thời gian làm việc với đại tá Lê Văn Hưng, tôi hiểu rõ khả năng của ông Hưng và thành thật khen ngợi ông là người chí công vô tư. Về khả năng, tôi có thể nói ông quyết đoán chính xác và nhanh chóng, tôi sẽ đề cập đến sau. Trước tiên, xin nói về bản tính và cách cư xử của ông đối với mọi người. Ông rất thẳng thắn, cương nghị, nhưng là người mang trong lòng thứ tình cảm đậm đà. Với hai thí dụ điển hình là sự đối xử của ông với Trung tá Lê Thọ Trung và với tôi. Nhìn dáng dấp bên ngoài, thuộc cấp có thể nghĩ ông là người khó đến gần hoặc nghiêm khắc. Vì tướng người cao, trắng trỗi, nghiêm nghị, nhất là ít nói, kỳ thật ông rất thương yêu binh sĩ, hạ sĩ quan và sĩ quan cấp úy. Ông chọn rất kỹ hạ sĩ quan và sĩ quan cấp thiếu úy và trung úy để đặt vào các chức vụ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và đại đội trưởng. Ở cấp tiểu đoàn trưởng, ông thường chọn những đại úy hay thiếu tá trẻ dày dạn trận mạc, can trường, đánh trận hay, và nhất là biết suy nghĩ, lo lắng và thương yêu binh sĩ. Ông thường nói với tôi rằng các cấp chỉ huy này biết thương yêu lo lắng cho binh sĩ, thì mình sẽ đỡ lo hơn và an tâm hơn. Vì vậy, ông tỏ ra thân mật với các cấp chỉ huy ở cấp tiểu trung, đại đội và các tiểu đoàn. Đôi khi, ông nhớ rõ tên một hạ sĩ quan tiểu đội trưởng hay trung đội trưởng của một đại đội hay tiểu đoàn nào đó, mà tôi nghĩ là ít vị tư lệnh sư đoàn nào để ý đến. Tuy nhiên, ở cấp trung đoàn trưởng, tư lệnh sư đoàn không quyết định được, thường là do tư lệnh quân đoàn hoặc cấp cao hơn bổ nhiệm. Sư đoàn 5 bộ binh có 3 trung đoàn bộ binh, 7, 8 và 9, thiết đoàn 1 kỵ binh, 4 tiểu đoàn pháo binh gồm có tiểu đoàn 50 Đại Bác 155 ly, các tiểu đoàn 51, 52 và 53 Đại Bác 105 ly. Ngoài ra còn các tiểu đoàn chuyên biệt khác như công binh, truyền tin, tiếp vận và quân y, tổng cộng quân số trên 11.000 người. Trung đoàn 7 bộ binh do Trung tá Lý Đức Quân chỉ huy, sau đó thăng đại tá và tử trận thăng cố chuẩn tướng. Ông quân gốc dân tộc Nùng cũng như đại đa số sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ đều thuộc sắc tộc này.
từ khi được thành lập với danh hiệu là sư đoàn 4 giả chiến, sau chuyển thành sư đoàn 5 bộ binh, dần dà khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa phát triển, thì số binh sĩ sắc tộc Nùng gần như hoàn toàn tập trung vào trung đoàn 7. Trung tá Quân là một sĩ quan mẫu mực, đạo đức, khả năng và kinh nghiệm tác chiến cao, nên đại tá Hưng rất hài lòng. Trung đoàn 8 bộ binh được tướng Minh giao cho trung tá Mạch Văn Trường chỉ huy. Ông Trường xuất thân khóa 12 võ bị Đà Lạt, khi tốt nghiệp toàn khóa được đưa sang một trường bộ binh Hoa Kỳ để học chỉ huy cấp đại đội bộ binh. Nhưng chính bản thân ông chưa hề chỉ huy một đại đội bộ binh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà là một sĩ quan quân báo, làm trung đoàn trưởng nghĩa là sẽ thăng cấp đại tá. Biết trung tá Mạch Văn Trường chưa từng cầm quân nên tướng Hưng đưa thiếu tá Huỳnh Văn Tâm, và là một sĩ quan rất trẻ nhưng đã từng là tiểu đoàn trưởng Cừ Khôi, làm trung đoàn phó. Trung đoàn trưởng trung đoàn chính là đại tá Nguyễn Công Vĩnh, lớn tuổi ốm yếu, mà lần đầu gặp lại sau nhiều năm tôi tự nghĩ là ông nên xin về làm việc ở một nha sở nào ở trung ương hơn là đi đánh giặc. Tuy nhiên dưới quyền ông có hai sĩ quan lỗi lạc là thiếu tá Trần Đăng Khoa, trung đoàn phó, và thiếu tá Võ Trung Thứ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Xuất thân thuộc qua khóa 15 võ bị Đà Lạt, thiết đoàn trưởng thiết đoàn 1 kỵ binh là trung tá Nguyễn Đức Dương. Đầu tháng 3 năm 1972, nhân ngày kỷ niệm thành lập sư đoàn, đại tá Lê Văn Hưng thăng chuẩn tướng nhiệm chức và trung tá Mạch Văn Trường với chức vụ trung đoàn trưởng cũng thăng đại tá nhiệm chức. Người bị tướng Nguyễn Văn Minh bỏ quên không đề nghị thăng cấp là trung tá Lê Thọ Trung, tham mưu trưởng sư đoàn, rất thâm niên trong cấp bậc. Đối với các sĩ quan cấp tá thì tướng Hưng rất nghiêm minh, nhất là các sĩ quan tham mưu. Đó là lý do tại sao đại tá Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh phó sư đoàn và các sĩ quan cấp tá khác thường bị ông Hưng nạt khá nhiều lần ngay trong các buổi họp ở trung tâm hành quân. Và một buổi chiều sau khi ông Vĩ bị nợ, không nhớ lần thứ mấy, hết buổi họp, tôi theo tướng Hưng vào văn phòng tư lệnh. Lúc ông đang chưa hết cơn giận, thấy tôi bước vào, ông ngạc nhiên nhưng không nói gì thì chính tôi nói: "Xin cho tôi được trình bày." Tướng Hưng chưa kịp nói gì thì tôi đã tiếp: "Tôi nghĩ là anh xử sự quá đáng với đại tá Vĩ. Ông ta cứ bị nữ hoài, làm sao chịu nổi. Đại tá Vĩ hay chúng tôi cấp trưởng phòng đều có trách nhiệm trình bày ý kiến của mình, dù đúng hay sai. Bị nữ hoài ai dám nói nữa, nhất là trước mặt thuộc cấp." Tướng Hưng nổi cáo lớn tiếng: "Không phải việc của mày." Tôi nói một câu trước khi chào và bước ra: "Xin lỗi thiếu tướng, nếu không phải thì tôi đi." Đó là lần đầu tiên và cuối cùng tướng Hưng gọi tôi bằng mày, mà tôi nghĩ là xuất phát từ thâm tâm ông coi tôi là một bạn đồng khóa ngày xưa hơn là một thuộc cấp. Từ đó chữ này biến mất, và chắc chắn ông hiểu rõ chữ thiếu tướng mà tôi dùng trong buổi chiều đó là mang theo sự bất bình của tôi. Thường nhật trước mặt mọi người tôi gọi ông là thiếu tướng, vào những lúc khác chỉ riêng có hai người hoặc trước mặt vợ ông tôi gọi là anh, vì ông Hưng lớn hơn tôi. Ông sinh tháng 3 năm 1933, tôi sinh tháng 1 năm 1934. Mặc dù cùng năm Quý Dậu, ông thường gọi tôi bằng tên Dưỡng à hoặc này Dưỡng, không thêm một chữ nào nữa, không toa, không cậu, không mày. Sáng hôm sau, tôi tạt qua văn phòng tham mưu trưởng nạp lá đơn xin thuyên chuyển. Trước khi ra sân bay trực thăng chờ tháp tùng tướng Hưng đi thăm các đơn vị, khi bước xuống xe jeep trước khi lên trực thăng chỉ huy của mình, tướng Hưng bắt tay trung tá Trịnh Đình Đăng, trưởng phòng 3, và tôi. Đến khi bắt tay tôi, ông Hưng cười không nói gì. Buổi trưa trở về Lai Khê khoảng chừng 2 giờ chiều, trung tá trung tham mưu trưởng gọi tôi lên văn phòng cho biết là ông đã gặp tướng Hưng về việc của tôi và đọc lại lời tướng Hưng nói với ông: "Dưỡng nó làm nư, bỏ lá đơn đi." Tôi thật tình không làm nư với ông Hưng mà định xin thuyên chuyển thật. Tôi cũng không ngượng ngùng gì khi gặp ông buổi chiều trước giờ họp. Tuy nhiên mấy ngày sau, tướng Hưng khi gặp riêng tôi nói rằng đại tá Lê Nguyên Vĩ và ông không hợp tính với nhau. Chỉ một tuần sau, tướng Nguyễn Văn Minh điều đại tá Vĩ về làm phụ tá hành quân ở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, vùng 3 chiến thuật. Chức vụ tư lệnh phó sư đoàn 5 bộ binh không có người thay thế. Có một đại tá khác thương chuyển về sư đoàn là đại tá Bùi Đức Điềm, nguyên tỉnh trưởng Lâm Khánh. Tướng Minh không tín nhiệm bãi chức. Khi về sư đoàn, đại tá Điềm cũng chỉ giữ chức tham mưu trưởng hành quân mà không phải là tư lệnh phó hay phụ tá hành quân cho tướng Hưng. Ông Điềm là một đại tá kỳ cựu, người có công rất lớn trong cuộc chiến An Lộc diễn ra một tháng sau đó. Ông ta bị bỏ quên như một gốc cổ thụ già cằn cỗi trong một xó rừng nào đó của Bình Long. Mãi đến gần cuối năm 1972,
sư đoàn mới có vị tư lệnh phó là đại tá Nguyễn Bá Long tự thành nguyên tỉnh trưởng công tâm và là người có công rất lớn trong việc giữ vững thành phố tỉnh lỵ này. Ở đó hình như cũng có bất công diễn ra liên quan đến vị đại tá này. Tôi sẽ nói riêng về những sự bất công của cuộc chiến An Lộc đúng như sự thật, khác hơn nhiều người biết thêm bớt, dù tôi biết là những gì tôi đề cập đến sẽ làm nhiều người không hài lòng và sẽ đem đến cho tôi những điều không tốt lành nào đó. Tôi chấp nhận khi tôi nói sự thật và chỉ là sự thật, trước đây có rất nhiều người biết mà không thể nói. Tôi cũng muốn quên đi từ hơn mấy chục năm qua, nhưng không thể quên được. Nhiều lần tôi tự hỏi phải chăng hào quang của những vị anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị số ít người lãnh đạo bất xứng với những vầng mây u ám, nhưng quá to lớn của họ che lấp mất rồi chăng? Tôi đã đắn đo nhiều lắm, tôi đã câm nín quá lâu khi không nói nổi oan mà tướng Hưng hay đại tá Bùi Đức Điềm hoặc ai đó nữa bị trù dập bởi thượng cấp. Đến nay, một vài vị còn bị những người ngoại cuộc không hiểu tường tận bôi biếm. Nay nghĩ lại, nếu tôi biết mà không nói thì ai sẽ nói? Tôi là chứng nhân, là người trong cuộc. Dù sự hiểu biết của tôi chỉ cho phép tôi nói lên những gì ít nhất và lễ độ nhất. Hôm nay tôi biết vì những người còn sống nhất là hai cháu Hải và Hà, con của tướng Hưng. Lúc đó mới chỉ là hai đứa trẻ thơ đã mồ côi cha. Nay đã lớn, các cháu cần biết rõ hơn về cuộc đời nhiều sóng gió và khổ tâm của người cha anh hùng của các cháu. Tôi cũng biết gửi về chị Hưng, hiện cư ngụ đâu đó trên đất nước Hoa Kỳ, là tôi hãnh diện có những thời kỳ sống và chịu nhiều gian khổ hiểm nguy với một vị thần mà lúc đó chúng tôi không hề biết. Thần và người chỉ khác nhau ở mật thước làm người, những con người tham quyền cố vị, vinh quang thì muốn hưởng, khi hiểm nguy thì tránh né. Bận nước đảo điên thì trốn chạy, buông quân bỏ cờ, dù là tướng thì cũng chỉ là những con người tầm thường như mọi người tầm thường khác. Tướng mà coi mạng sống của bản thân và gia đình mình quá nặng thì làm sao có thể thành anh hùng hay thành thần được. Còn làm tướng mang sinh mệnh đền ơn tổ quốc chết theo thần thì thiên cổ đã ghi sinh vi tướng tử vi thần. Lịch sử Việt Nam còn đó, gương kim cổ mãi mãi sẽ còn được rọi soi. Năm vị tướng lãnh của miền Nam Việt Nam tuẫn tiếp trong ngày cuối tháng tư đen sẽ lưu danh thiên cổ. Tập thứ hai đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp theo tập thứ ba.